tâm mua bán hàng hiệu. Rồi. Phố là đẹp quá. Cho chạy đi trước rồi. Tommy. Bốn cái Tommy này đẹp nhất, hai thằng nó thì thơm. Đi là nhìn khắp phố là đi bộ. Cố đi bộ nhé. À thế à? Vâng, là có hoạt đây. Là hãng nổi tiếng nhất là hãng gối bẩn của vợ. Đây là đội ngũ của Thập Chỉ Liên Tâm đi thăm là khu gì đó, khu gì? Ừ, có chùa Hà Lan. Đây là cơ quan thường trú của Thập Chỉ Liên Tâm tại Hà Lan. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.